Nhưng mà tôi sẽ chứng minh ra đây để cô bác mình thấy và biết được, cũng như ông Hồ Liêm và bên Thiền Tông Tân Diệu, đặc biệt là ông Nguyễn Nhân và 12 cái vị đệ tử trong ban quản trị đó, coi thử coi, thứ nhất xét coi mình có bằng một cái chút của Đức Quỳnh Giáo Chủ chưa, hai là những sự mầu nhiệm tiên tri và biết trước của Đức Thầy không có cái điều nào mà sai trật hết đó. Cái điều này mới là điều quan trọng cho cô bác anh chị em. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con lễ kính Đức Thầy. Kính thưa anh chị hai, đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm hàng năm cho thân phụ của huynh hai hôm nay, kính đến toàn thể cô bác, anh chị em, đồng đạo và bà con láng giềng thân tộc, hôm nay trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm thân phụ của anh Hai Cần kính mến, thì đáo lễ hàng năm thì vào ngày mùng 8 tháng 8 thì tại gia đình anh Hai có long trọng tổ chức lễ dỗ cho thân phụ và dân trai phẩm, cũng như cầu nguyện tưởng sự vong như sự tồn, và đồng thời cũng là tin tưởng lời chỉ dạy Đức Thầy, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Thì ngoài sự tạo trai phẩm để dâng lên giường linh dân cúng, thì anh Hai cũng có đặt cái bàn Phật, để rồi chốc lát nữa đây dâng trai phẩm thì chúng ta cùng hiệp tâm, để rồi mỗi người nhận lấy nén hương đem tâm thành cộng với cái công quả thiện lành để hồi hướng và cầu nguyện, để nhờ ơn trên Đức Phật từ bi ân xá tất cả các tội căn và trực giác hương linh thân phụ của huynh, cũng như cụ quyền thất tổ được siêu sinh về cảnh giới an lành của Đức Phật, thoát rõ trầm lưng. Đây là một cái nền tảng, cũng là sự báo hiếu mà mỗi con người chúng ta sống trên đời, khi chúng ta sanh ra làm người thì phải nhờ cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Vì vậy nên bổn phận làm con ân sâu phải trả, nghĩa cả người con phải đền, sống lo cung phụng ân cần, thác cầu hồn đặng, giảng sanh liên đài. Thì sẽ thấy gia đình anh Hai cũng thực hành theo giáo lý siêu thượng, sự chỉ dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy tôn kính của chúng ta, nên ngoài sự cầu nguyện hàng ngày thì đến ngày chánh lễ kỷ niệm như thế này thì anh cũng tổ chức trai phẩm và đồng thời chương trình cầu nguyện, và đặc biệt đó là muốn đem cái công đức thiện lành, mà không có cái công đức nào hơn, tức là chúng ta đem lời châu ngọc của Đức Thầy để phổ quát. Và đồng thời có những anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần hành theo giáo lý của Đức Thầy và có sự nghiên cứu học hỏi, để đem ra để cùng trình bày, để bàn bạc với toàn thể cô bác anh chị em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta cùng nghe, cùng nghiên cứu, nếu có điều chi hữu ích thì chúng ta thực hành, còn nếu có điều chi sơ sót thì chúng ta cũng góp ý trao đổi, để cho cái giáo lý của Đức Thầy, để cho cái đạo Phật giáo Hòa Hảo được lan rộng khắp nơi, và nó mang một cái ý nghĩa hết sức là quý báu, đó là tình dân tộc, tình đồng loại, và đặc biệt là cái tinh thần siêu thoát. Thì kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, may mắn thay trong một cái thế giới nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta có một cái duyên lành, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây, tức là chúng ta ở cái đất nước Việt Nam thì có một vị Phật ra đời, đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Mà xin thưa với cô bác đó, thì nếu đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta nói rằng Đức Thầy chúng ta là Phật thì chuyện đương nhiên rồi, không cô bác anh chị em? Nhưng mà những cái tôn giáo khác hoặc những cái thành phần khác, người ta đâu có chấp nhận, người ta cho rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo Đức Thầy không phải là Phật, Đức Thầy là phàm, rồi người ta đủ cách để bài bác, phải không cô bác anh chị em? Thì cô bác mình thấy gần đây đó, thì cái ông Hồ Liêm, và đặc biệt đó là bên Thiền Tông Tân Diệu,
tức là ai cô bác? Ông Nguyễn Nhân, phải không? Thì hai cái bên này đó, tức là ông Hồ Liêm và Nguyễn Nhân đó, và 12 cái vị gọi là trong ban quản trị của Thiền Tông Tân Diệu có những cái sự nói lên không đúng và không mang một ý nghĩa tôn giáo, và với một cái trình độ có thể nói là không hiểu biết gì hết. Nên người ta mới hỏi tôi: Mười Nghĩa ơi, sao không nghe Mười Nghĩa lên tiếng về cái vụ này vậy? Tôi hỏi vụ gì? Nói vụ Hồ Liêm nói Đức Huỳnh Giáo Chủ là phàm đó. Rồi vụ Thiền Tông Tân Diệu công nhân nói Đức Thầy là không phải là Phật, và đạo Phật giáo hòa hảo đó, tu không có thành Phật. Sao không nghe đệ thanh minh chân hả? Tôi nói tôi thanh minh chi? Bởi vì hai cái vị đó tự sanh và tự diệt rồi còn thanh minh làm gì? Ta hỏi, ủa nói vậy là sao? Tôi hỏi quý vị chứ hai cái vị đó, ông Hồ Liêm đó, ông nói có cái gì vô cái gì không quý vị? Không có cái gì vô cái gì hết trơn á. Thời hồi nay ông nói là mượn xác, sao mượn xác ông già? Không có, ông già không có cái lỗ tai dài, cái trái tai dài, mượn cái xác đó mới đúng chứ cái lỗ tai của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, nhỏ xíu mà không phải Phật. Ủa, ông nhận định ngộ vậy đó cô bác. Thì ông đã tự sanh tự diệt cái rồi, ông nói chuyện nó không vào đâu hết, phải không? Còn bên đây đó thì cái ông công nhân đó, ông cho rằng Đức Thầy không phải là Phật, đạo Phật giáo hòa hảo, tu theo Phật giáo hòa hảo cũng không có thành Phật được. Hỏi sao vậy? Bị gì cũng nói tu tiên lên núi cấm tu thành thần ở trển thôi, vân vân. Cái này tôi chỉ lược sơ qua thôi, để tôi muốn chứng minh rằng hôm nay mình là đạo Phật giáo hòa hảo thì mình phải chứng minh được Đức Thầy mình là Phật, và đặc biệt Phật thì phải hơn phàm, phải gọi anh em gọi là một bậc siêu phàm. Chứ không có nghĩa là nói chung chung bây giờ hết tín đồ Phật giáo hòa hảo mình có ai không công nhận Đức Thầy mình là Phật không? Xin thưa điều là công nhận. Nhưng mà hỏi lại lấy cái gì để chứng minh Đức Thầy mình là Phật? Xin thưa với cô bác, mình chưa chắc được bao nhiêu người chứng minh được là Phật, phải không cô bác anh chị em? Chỉ tin tưởng và biết vậy thôi. Chứ còn nếu nói là chứng minh á, thì khó lắm cô bác anh chị em. Mình phải có thâm thúy, mình phải có tin tưởng tuyệt đối, mình phải có suy gẫm đó, mình phải có xét đoán tường tận thì mình mới chứng minh được Đức Thầy là Phật. Tôi không phải là xác minh, không phải là xét đoán tường tận nha cô bác, nhưng mà tôi sẽ chứng minh ra đây để cô bác mình thấy và biết được, cũng như ông Hồ Liêm và bên Thiền Tông Tân Diệu, đặc biệt là ở ông Nguyễn Nhân và 12 cái vị đệ tử trong ban quản trị đó, coi thử coi, thứ nhất xét coi mình có bằng một cái chút của Đức Quỳnh Giáo Chủ chưa, hai là những sự màu nhiệm tiên tri và biết trước của Đức Thầy không có cái điều nào mà sai trật hết đó. Cái điều này mới là điều quan trọng cho cô bác anh chị em. Thứ nhất đó, thì xin thưa với cô bác, với cái thời kỳ năm 1939 đến năm 1947 thì cái tình hình lúc đó cái dân trí con người được bao nhiêu cô bác? Mà lúc đó thì rất là lạc hậu, phải không? Rồi đệ nhị thế chiến thì bùng nổ khắp đó là thế giới. Rồi thiên tai địa ách, lúc đó thì nội miền Bắc thôi cô bác là đã chết 2 triệu người trong cái nạn đói. Như vậy thì khi Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời thì toàn bộ về vấn đề các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, và thậm chí đó là cái gì cô bác anh chém? Thậm chí cái đạo đó cũng có đó cô bác, nhưng mà nó đã đi xuống và nó đã dần đi vào cái gọi là mê tín dị đoan rồi cô bác anh chém, phải không? Nên vì vậy nên lúc đó cũng có đạo chứ không phải không có. Tức là trước Đức Thầy đã có đạo rồi chứ không phải không có. Nhưng mà khi Đức Thầy ra đời, nếu Đức Thầy là một vị không phải là thoát tục siêu phàm thì tại sao trong thời gian rất ngắn mà Đức Thầy thu phục được nhiêu cô bác anh chị em? 2 triệu tín đồ. Có phải là hiện nay tôn giáo nào làm được không? Ông Hồ Liêm và bên Thiền Tông Tân Diệu, ông Nguyễn Nhân có làm được điều đó chưa? Xin thưa là bảo đảm là chưa. Cái điều thứ hai, từ xưa đến nay đạo Phật đã có từ thế kỷ thứ 6 rồi, phải không? Nhưng mà xin thưa với các bác, hồi thời của Đức Thích Ca Mâu Ni đó là thời chánh pháp. Nhưng mà hỏi cô bác anh chị em vậy chứ, cái hạng mà tu tại gia, gọi là những người mà tu tại gia đó, có ăn chay trường nổi không cô bác anh chị em? Có ăn được không? Xin thưa là không, phải không? Nhưng mà hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ vào một cái ra đời một cái thời kỳ hết sức là hỗn độn, hết sức là khó khăn về mọi mặt,
Thấy không? Nhưng mà vì sao Đức Thầy truyền dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến ngày nay thì cô bác thấy tại gia cư sĩ mà ăn chay trường? Cô bác mình biết trong cái sự tu hành nè, cái sự ăn uống đó, ăn chay trường là khó nhất trong cái sự tu hành. Mà nhất là cái hàng tại gia cư sĩ nữa, mà ăn chay trường. Ăn chay trường mà không phải ăn chay trường mà biệt lập hay là lánh đời rồi nha. Ăn chay trường mà vẫn làm ăn, vẫn sinh hoạt, vẫn sốt vét, vẫn minh mẫn, chứ không hề có một cái chút xíu nào gọi lại gì cô bác anh chị em, gọi là ăn rồi ngao ngán, ăn rồi mần không nổi, ăn rồi bệnh hoạn không có. Cô bác thấy đó là cái điều đặc biệt, tôn giáo nào làm được? Và ông Hồ Liêm và ông Công Nhân, ông Nguyễn Nhân đó có làm được không? Xin thưa với cô bác, xin thưa là chưa ai làm được đâu. Rồi cái thêm một cái thứ ba nữa là trong cuộc đệ nhị thế chiến, cô bác mình biết đây là bí mật quân sự, không ai có thể biết trước được hết, không ai biết trước được hết. Mà Đức Thầy ra đời năm 1939, Đức Thầy viết câu gì cô bác? Viết một đoạn văn như thế này, em cháu đọc ra rồi cô bác mình sẽ thấy Đức Thầy mình là ai và tại sao biết trước. Một cuộc đệ nhị thế chiến là một cuộc cổ máy quân sự lớn nhất toàn cầu. Nhật, Đức, Ý, ba cái nước này nó kết hợp lại để nó khởi ra một cuộc chiến tranh gọi là lần thứ hai. Đệ nhất là năm 1918 là năm Bồ Lê Ông, thì tới đệ nhị thế chiến là Hitler, phải không cô bác anh chị em? Như vậy thì Đức Thầy tiên tri trước nè, mèo kêu bá tánh lao sao. Mèo là năm nào cô bác? Năm Kỷ Mão, năm 1939 là khởi sự đệ nhị thế chiến, đúng không? Khởi sự đệ nhị thế chiến à. Rồi Đức Thầy tiên tri sao nữa? Đức Thầy báo trước sao nữa cô bác? Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngừng. Cô bác mà thấy rõ ràng không? Như vậy thì khởi sự ai biết được, nhưng mà tôi cho có thể cái nhà quân sự, các nhà chiến lược đó, người ta có thể nói là 12 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2002 mà là nổ cái tiếng súng đầu tiên, đúng không? Nhưng mà ông Putin đó, ông có biết được là bao giờ kết thúc không cô bác? Ông nằm trong cổ máy quân sự và ông khởi sự chiến tranh đó hiện nay đó, mà ông biết được ngày nào kết thúc, năm nào kết thúc không cô bác? Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy tôn kính của chúng ta tại sao biết khởi sự năm 1939 là mèo kêu bá tánh lao sao, mà biết được đó canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng? Như vậy là thầy biết khởi sự chiến tranh nó sẽ kéo dài đến năm 1945 thì cuộc chiến tranh này nó sẽ kết thúc. Như vậy ai biết được cô bác anh chị? Có ai biết được không? Xin thưa với cô bác là không có biết được. Đó thì cô bác mình phải biết đó, đó là ông Phật nha. Cái ông Phật ông mới biết được điều đó, chứ còn cái ông phàm này không có biết được. Bí mật quân sự đó mà của một cái xã đội thôi, mà nếu lộ ra, gọi là lộ bí mật đó cô bác, là tử hình, chứ không bao giờ mà yên ổn được. Mà Đức Thầy là một vị bình thường của thời đó, trình độ mới lớp 5, đi đâu mà biết được và nghiên cứu cái gì mà biết được cô bác anh chị? Thì cái đó là thế gian thôi, phải không? Bây giờ thêm cái nữa nè, mái trời. Mái trời mà hôm nay cô bác mình nghe trên các cái đài truyền thông, truyền hình đó, là báo chí rồi, nó nói về cái từ gọi là biến đổi khí hậu đâu cô bác. Biến đổi khí hậu là gì cô bác? Cô bác biết biến đổi khí hậu là gì không? Là thời tiết nó bất hòa. Mà cái thời tiết bất hòa này tới bây giờ khoa học nó mới biết thôi. Còn Đức Thầy nói sao cô bác anh chị em? Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thấy chưa? Như vậy thì cô bác mình thấy coi, thời tiết bất hòa làm nắng mưa nó bất hòa là nó không có đi vào xuân hạ thu đông bốn mùa, nó không có theo cái thời tiết ôn hòa nữa, nó không có thuận theo nữa, mà nó muốn đổi chừng nào nó đổi. Mùa nam gió bất, đông thời gió tây, phải không cô bác anh chị em? Rồi ông Thanh Sĩ là đệ tử của Đức Thầy đó, ông cho biết sao? Giả lại mái âm dương thay đổi. Cái biến đổi khí hậu là đồng nghĩa với mái âm dương thay đổi nha cô bác. Mà mái âm dương thay đổi thì nó sẽ xảy ra gì cô bác biết không? Trận cuồng phong sẽ thổi nay mai, nếu không chứa đức sâu dày, chúng sanh khó thoát được ngày biến thiên. Cô bác thấy rõ ràng không? Như vậy thì Đức Thầy chúng ta là ai? Mà tại sao mái trời Đức Thầy cũng biết luôn cô bác anh chị? Có cái điều nào mà Đức Thầy mình không biết không cô bác anh chị? Rồi tôi xin hỏi lại cái ông Hồ Liêm và cao Nguyễn Nhân,
tại sao những cái điều nha, những cái điều trong sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy, các ông không trích ra, không lấy ra những cái điều nào tốt đẹp của Phật giáo Hòa Hảo, những và những cái điều nào mà mấy ông làm không được mà Phật giáo Hòa Hảo làm được để mấy ông nói lên. Mà tại sao mấy ông lại nói lên cái gọi là những cái là mấy ông trích một câu lấy một đoạn, thì mấy ông có biết giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo mấy ông phải lấy hai câu để cộng lại. Cô bác anh chị em mình tu cũng nhớ nha, nếu chúng ta lấy một câu đó là không bao giờ đạt. Ví dụ như bên đây Đức Thầy nói tu không cần lại cần quỳ, cái bắt đầu mình tu mình không cúng à, thì đâu có được. Bên đây Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế, cộng lại hai câu. Rồi bên đây Đức Thầy nói á, lòng đừng chấp mối thù chia cá, đúng không? Nhưng mà bên đây Đức Thầy nó mắt thấy đứa vô nghì phát giận. Thôi cô bác anh chị em, nếu mình chấp một câu mình nói Đức Thầy tu còn giận đâu được. Đức Thầy trời giận chỗ nào? Cái đó là cái lời Đức Thầy nói ra để cảnh báo, để nhắc nhở. Mà đặc biệt cái mắt thấy đứa vô nghì phát giận đó là cô bác biết gì không? Cô bác mình có làm cha làm mẹ, cô bác mình suy nghĩ coi, nó mày làm đó mà không đúng là tao giận mày lắm đó nha, thì cái thằng con nó sẽ nghĩ làm sao cô bác anh chị em? Nó nghĩ làm sao? Nó sẽ nói không được à, ổng giận mình là nguy hiểm lắm à cô bác anh chị em. Thấy không? Đó, thành ra có những cái á, là mình không hiểu, không biết thì mình đừng có nói rằng cái chuyện đó là giống như mình hiểu, mình biết trọn vẹn nha cô bác anh chị em. Cô bác mình ở nông thôn nè, ở cái vùng thôn quê nè, cô bác mình suy nghĩ coi sông ngòi là nhiều phải không? Mà tắm sông là thường phải không? Mà bây giờ mình có một đứa nhỏ nó xuống sông nó tắm, cái mẹ nó xuống đấy, mười lên mày không có lên, mày lên không mày, ở dưới tắm nữa. Cái bà nói một câu gì lên cô bác anh chị em? Bà nói mày ở dưới luôn đi nghe. Tự nhiên té té lên, lạ đời với cô bác anh chị em. Cái điều này ai hiểu được và ai biết được? Chỉ có đứa con nó mới hiểu được cái ý của bà mẹ, và chỉ có bà mẹ mới truyền được cái thông điệp đó cho đứa con, là mày ở dưới luôn đi, là mày rồi đời mày đó. Tự nhiên nó sợ vậy hả? À, nó đi te te lên à, còn biết mày lên nha, nó không lên, mày lên không, không lên, dứt khoát vậy đó. Cô bác thấy rõ ràng không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải biết rằng Đức Thầy ra đời trong 7 năm 10 tháng 7 ngày, tại sao đã có 2 triệu tín đồ theo quy ngưỡng? Không lẽ trong đó có giáo sư, có là những nhà học thức, những nho sĩ vân vân, không lẽ người ta ngu hết sao cô bác anh chị em? Không ta lẽ người ta ngu hết sao? Rồi bây giờ nếu cái đạo Phật giáo Hòa Hảo mà như hai cái vị đó nói đó, thì xin thưa với cô bác, làm sao nó tồn tại từ năm 1947 tới hôm nay cô bác anh chị em? Thầy lạc tới không ai chỉ bảo, như vịt con diều dắt nhờ gà. Tức là Đức Thầy đã vắng mặt từ năm đó đến năm nay, mà cái đạo Phật giáo Hòa Hảo vẫn đường hoàng, vẫn tồn tại và vẫn làm những việc lợi ích cho nhân sanh không hà cô bác anh chị em? Mình thấy như vậy thì tại sao các ngài các ông không nói những cái điều tốt đẹp đó mà các ông lại bài bác? Mà bài bác có được hay không, hay là mấy ông nói lên để rồi mấy ông tự sanh và tự diệt? Ví dụ như mấy ông không nói hồi nào giờ người ta còn lầm, ta nói ông là nhà trí thức, ông là những cái nhà hoạt bát siêu xuất gì đó, nhưng mà bây giờ mấy ông nói ra cái đó quá phàm phu rồi, không có bác anh chị em. Cái này tôi không nói mấy ông phàm phu, nhưng mà tự nhiên người ta sẽ nhận thức rằng cái cách nói, cái cách hành xử của mình, người ta sẽ nhận định mình là ai. Cũng như Đức Phật Thích Ca ra đời đó cô bác, mình độ có ai là tôn Đức Phật Thích Ca là Phật? Ai công nhận và ai tôn cô bác? Đức Phật có nói tao là Phật, ta là Phật, ông là Phật không? Không. Mà dùng cái từ gì cô bác? Gọi là Thế Tôn. Tức là mọi chúng sanh, mọi dân chúng, người ta nhìn thấy cái đức độ, cái tài năng của một vị đó là bậc giác ngộ hoàn toàn, người ta tôn vị là Phật. Phật là giác giả là tỉnh giả. Mà ai có đủ cái điều kiện đó và từ bi hỷ xả thì đương nhiên vị đó là Phật. Mà vị đó là Phật thì phải được người ta công nhận, phải không? Chứ mình còn tự xưng mình cho mình thì cũng đâu được. Bây giờ ví dụ như bây giờ bên 47 câu hỏi của Thiền Tông Tân Diệu đó, có hỏi một câu đó là, có nói một câu đó là bây giờ cái đạo đó là phải treo cái bảng, người ta mới biết là tôi mới được thành gì. Tôi nói ủa, ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni và 33 đời vị tổ của ông nào treo bảng không có gì? Đâu có ai treo bảng đâu, phải không? Nhưng mà người ta thành Phật vô số tính điếp. Mà đặc biệt cái điều này mấy ông phải nhìn cho kỹ và xét đoán cho chính xác để coi Đức Thầy của chúng tôi có phải là một vị Phật hay không. Và bà con đồng đạo mình nhân cái dịp này
Có cái nhân duyên này em cháu xin trình bày lên để chúng ta thấy được Đức Thầy chúng ta thật sự là một vị Phật, không còn nghi ngờ gì hết. Một là đức độ tài năng, hai là về chân lý, tức là quyển sám giảng thi gian giáo lý toàn bộ. Mà nếu chỉ có nói đức độ và quyển sám giảng thi gian giáo lý toàn bộ không đó, là chưa đủ xác nhận, chưa đủ chứng thực, chưa đủ tôn Đức Thầy là Phật. Xin thưa với cô bác, bởi vì đa số người ta chỉ nói Đức Thầy tài năng, thì mình đệ tử thầy phải nói Đức Thầy tài năng. Rồi bây giờ mình nói quyển sám giảng là chân lý thì mình là tín đồ, mình nói chân lý. Chứ còn cô bác mà thấy những người mà người ta không có hiểu, người ta không có duyên thì người ta đâu cho là chân lý. Như vậy thì hai cái này, đức độ và chân lý quyển sám giảng, tức là thầy và ra quyển sám giảng, thì trong cái đạo này, trong cái quyển sám giảng này có ai tu theo đắc đạo không? Nếu không có người nào tu đắc đạo theo cái giáo lý này hết thì kể như xù, kể như quề, mình khen mình không. Mà Đức Thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xiến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Có ngộ độ coi, như vậy thì cả ngàn năm nhân tâm sao xiến tu hoài không thấy ai thành, mà giờ thầy ra đời cũng không ai thành hết, thì như vậy thì lấy cái gì để chứng minh? Như vậy thì cộng thêm một điều nữa, có cái cộng thêm một điều gì nữa không? Tức là ông Thanh Sĩ là một người đã tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đắc thành đạo quả. Đó, cái điều này mới mắc muốn nha cô bác. Trong khi cái điều là ông Thanh Sĩ mà đắc đạo, tu theo Phật giáo Hòa Hảo, tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà đắc đạo đó, thì đúng ra chúng ta phải toàn thể tín đồ mừng mới phải. Nhưng mà không có cô bác. Một số thì mừng, nhưng mà một số không biết gì cái gì của bác, chắc là vì cái câu này nè bác: bị háo thắng diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời, vì vậy nên tình nghĩa xe lơi đâu gần gũi đâu mà tường diệu lý. Bác thấy rõ ràng chắc bị cái bệnh đó. Rồi á là sướng lên nói là tôi chống ông Thanh Sĩ, là tôi ủng hộ bảo vệ cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Xin thưa cái tâm đó tốt đó, nhưng mà cái tâm đó nó mới có lý thôi cô bác, chứ cái tâm đó nó chưa phải là chân lý. Hỏi sao vậy? Tự nhiên bây giờ á là trong cái đạo Phật giáo Hòa Hảo có ông tu theo đắc đạo mà cả thế giới người ta thừa nhận, cả các cái tôn giáo người ta công nhận, mà chỉ có số anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không công nhận. Bài bác cô bác anh chị em, thậm chí tới nỗi đi tới nhà tín đồ mà gặp cái hình ông Thanh Sĩ là gỡ úp xuống, rồi gặp hiển đạo á là kinh sách nào mà của ông Thanh Sĩ là đốt bỏ. Cô bác thấy cái điều này hết sức là sai lầm và tội lỗi không? Như vậy thì chúng ta đừng nên nói suông nữa, mà đừng nên nói có lý không nữa, mà phải chứng minh thực tế và chân lý hoàn toàn. Đó là ông Thanh Sĩ tu theo Phật giáo Hòa Hảo, học theo sấm giảng của Đức Thầy mà chứng đạo. Rồi ta hỏi lấy gì chứng minh ông Thanh Sĩ là chứng đạo? Tôi mới nói xin thưa với cô bác anh chị em đó, thứ nhất, ổng là một con người học mới hết lớp 3, mới hết lớp 3 thôi cô bác, lớp 3 trường làng hồi xưa đó, thì trình độ ở đâu? Phải không? Mà sau đó đó, khi Đức Thầy vắng mặt năm 1947, thì đã qua năm 1948, thì ông đứng ra, không? Đi kêu gọi khắp nơi, gọi là đi châu thiết đó cô bác. Rồi sau đó mới về đó là Tây An Cổ Tự đó, mới bắt đầu giảng thiết hàng tháng. Không, mà nếu ổng là một con người tầm thường thì làm sao mà Đức ông cho phép, mà làm sao thoát qua được cái sự bảo vệ đạo pháp của ông Năm, tức là ông Trần Văn Sói, gọi là ông Năm Lửa đó quá. Nếu mà ông Thanh Sĩ không phải là người có đức độ, có trách nhiệm, có cái bổn phận đó, để sau khi Đức Thầy vắng mặt đứng ra để kêu gọi đệ huynh đó, kêu gọi nhắc nhở đồng đạo đó, thì xin thưa với cô bác là cái đạo Phật giáo Hòa Hảo đến bây giờ sẽ đi về đâu? Bởi vì khi mà Đức Thầy vắng mặt năm 1947, thì lúc đó tính đạo Phật giáo Hòa Hảo gọi là tối hù luôn cô bác anh chị em, đen thui luôn, hoang mang sợ sệt lo âu á là đủ thứ hết trơn, phải không? Nhưng mà sau khi sao cô bác anh chị em, ông Thanh Sĩ đứng ra kêu gọi nhắc nhở đồng đạo: tôi như đồng đạo trẻ già theo Quỳnh giáo chủ tại gia tu hành, tôi hồi tu hồi 16 tuổi sanh đến năm Mậu Tý xuất hành khuyên dân. Bác thấy rõ ràng không? Như vậy thì ông đi ra ông kêu gọi cũng suốt trong 7 năm nữa cô bác anh chị em. Thì trong 7 năm đó cô bác mình biết đồng đạo đó mới bắt đầu sực tỉnh lại, rồi bắt đầu mới là giữ đạo, hành đạo để chờ thầy. Nếu ông Thanh Sĩ ông mất, ông không có ra, mà khi năm ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi năm 1947 đó, mà khi Đức Thầy vắng mặt rồi đó, rồi mất tiêu hết trơn luôn, không có ai đứng ra hết trơn, thì xin thưa cho cô bác cái đạo Phật giáo Hòa Hảo sẽ ra đâu? Phải về đâu?
Thì xin thưa với các bác, đó là chứng minh Đức Thầy là một vị Phật đã viết ra cái quyển sám giảng gọi là Pháp. Thì ông Thanh Sĩ gọi là Tăng đã đắc thành cái đạo đó, đã đắc thành theo cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và đồng thời chứng minh ông Thanh Sĩ là gì? Ông là một người học mới có lớp 3 mà ông đã sáng tác ra được cái nhiêu cô bác anh chị em thuyết pháp, thì kết tập lại một tập thuyết pháp ứng khẩu. Rồi qua bên Nhật đó thì gọi là gửi gì cô bác? Gửi những bài thi về, người ta kết thành một cái tập gọi là thi lục, phải không? Thi lục. Rồi bắt đầu đó gửi những cái bài là Lá Thơ Đông Kinh, hay là Rằm Tháng 10, hay là Lời Vàng Trong Mộng, Tiếng Nói Trong Hoa Sen, hay là Để Dạng Niên Quý Đệ, vân vân. Thì 17 tác phẩm tất cả người ta kết tập lại thành một cái quyển gì cô bác? Quyển Hiển Đạo. Thấy không? Như vậy thì ở đây ông nào cho rằng ông Thanh Thủy không phải là đắc đạo do Đức Quỳnh Giáo Chủ truyền dạy đó, thì xin thưa ông nào viết được một tác phẩm trong 17 tác phẩm Hiển Đạo của ông Thanh Sĩ đó, tôi sẽ lại ông đó. Thật sự tôi sẽ lại ông đó. Phải không bác anh chém? Như vậy thì ở đây chúng ta phải biết rằng Đức Thầy chúng ta là một vị Phật đã không ngồi yên nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề Trường Thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chi cô bác? Để chịu cảnh chê khen. Vì sao vậy? Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Ông Phật ông biết chúng sanh sẽ sắp sướng vướng vào cái cảnh khổ, sắp vướng vào những cái cảnh chết chóc, không, những cái cảnh chiến tranh thiên tai địa ác vân vân, nên ông mới không ngồi yên nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề, mà còn len lỏi xuống đây đặng chịu đủ thứ cái cảnh chê khen hết trơn cô bác anh xem. Đủ thứ cảnh đó là nói xiên nói xéo, rồi đủ thứ cái gọi là hại hết trơn cô bác anh xem. Nhưng mà cô bác ơi, mình nên nhớ cái câu này nha cô bác, cái câu này hết sức là đặc biệt. Là cô bác biết câu gì không? Dầu ai có phá đạo, hãy dáng mà dằn. Tức là ai có phá đạo kệ họ, mình phải ráng mà dằn. Thì sao cô bác? Thì muôn kiếp ngựa trâu nó phải chịu. Chứ xin thưa với cô bác anh chị em, đạo Phật giáo Hòa Hảo thì biết bao nhiêu cái tầng lớp, bao nhiêu cái thế lực, biết bao nhiêu cái thời kỳ muốn chôn vùi nó, muốn tiêu diệt nó đó. Nhưng mà cô bác suy nghĩ coi nó làm sao cô bác? Nó vẫn đường hoàng, nó vẫn tồn tại, nó vẫn phát triển, nó vẫn hơn hồi trước nữa cô bác anh chị em. Như vậy thì lấy gì để gọi là, bây giờ tôi không nói là Đức Thầy là Phật đi nha, tôi nói Đức Thầy là một ông phàm đó, một người phàm thôi. Nhưng mà người phàm đã trên hết người phàm, không, một người phàm mà trên hết người phàm đó là lập ra được một cái đạo gọi là Phật giáo Hòa Hảo, và thu phục tín đồ thời gian Đức Thầy chưa giáng mặt là trên 2 triệu, và mãi cho đến ngày hôm nay thì đạo Phật giáo Hòa Hảo trên dưới 10 triệu, phải không? Rồi những việc hành đạo làm và ăn ở đúng theo khuôn mẫu Đức Thầy đã chỉ dạy thì nó lan tỏa cái Hòa Hảo khắp nơi nơi. Như vậy thì nếu nói về đời thôi, Đức Thầy là phàm thôi, Đức Thầy cũng hơn hai ông đó. Không thiệt là cô bác, cũng hơn hai ông đó, chứ chưa nói tới vấn đề mà những sự tiên tri, những sự báo trước, những sự đó là dạy dỗ của Đức Thầy và đào tạo những cái con người từ đó là con người thường tình, phàm phu tục tử, không? Mà cuối cùng rồi á thì Đức Thầy đã huấn luyện một cái thế hệ, một cái dân tộc và những con người Việt Nam hết sức lại gì cô bác anh chị em, có cái tình thương yêu ăn cái bằng vô bờ bến cô bác. Cô bác mình thấy có cái vấn đề từ thiện xã hội nào mà Phật giáo Hòa Hảo không có làm không cô bác anh chị em? Chắc cô bác ở đây mình có nghe cái câu mà Đức Phật nói là làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Hai câu kia thì tôi để sau đi, nhưng mà cái câu đầu tiên nó làm hết tất cả các việc từ thiện. Xin thưa với cô bác, từ xưa giờ câu đó nói mà có ai làm được chưa? Cô bác mình trả lời tôi coi có ai làm được không? Xin thưa là không có ai làm được hết, bảo đảm cho cô bác. Nhưng thời kỳ Hạ Quân Mạt Kiếp thế kỷ 20-21 này đó, đạo Phật giáo Hòa Hảo làm được cái điều đó là làm hết tất cả các việc từ thiện. Có thể không? Có đúng nhau cô bác anh chị em? Rõ ràng là Phật giáo Hòa Hảo làm hết tất cả các việc từ thiện à. Nơi nào mà có từ thiện là nơi đó có Phật giáo Hòa Hảo. Từ cơm, cháo, nước, nhà, cửa, thuốc, men, xe, chuyển bệnh, mổ, mắt, hay là nói tóm lại là không có một việc từ thiện nào mà Phật giáo Hòa Hảo không làm. Cô bác mình thấy điển hình như cái mùa dịch bệnh corona vừa qua đó, cái chỉ thị 16 đó, thì là khắp Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không người, nhà bích ngõ ra,
ai đi được. Nhưng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn lăn xả, dẫn những chiếc xe bon bon, những món quà thân thương đến những cái nơi mà có thể nói là bị bao vây. Bị bao vây, phải không? Không thể ra lui tới lui được, có tiền trong túi cũng không mua được, không đi chợ được, mà có vàng cũng không bán được nữa. Hỏi sao gì lúc đó cái tiệm vàng nó đâu có dám mở cửa, mà sao ra được đâu bác. Mới con chút vậy đâu là tiền quỷ bỏ và vàng chất quốc rồi, thêm cô bác anh xem, nó đâu có còn xài gì được nữa đâu. Rồi tới đây nữa đó, nó sẽ còn như thế nào nữa. Nhưng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dâng lời dạy của Đức Thầy, làm hết tất cả từ việc từ thiện, xông pha làm hết tất cả các việc từ thiện lúc đó. Cô bác có thấy rõ ràng không? Như vậy thì không phải mình Hòa Hảo, không phải đạo Phật giáo Hòa Hảo mình ca ngợi, mà đây là tôi nói thực tế. Điều nào tôi nói sai, quý vị có quyền để hỏi, để chất vấn, nói sao ông nói quá không? Có vậy không? Xin thưa với cô bác, những lời em cháu nói đây là hoàn toàn sự thật hết. Hoàn toàn sự thật hết nha cô bác. À, thì như vậy cô bác mình suy nghĩ coi, Đức Quỳnh giáo chủ là một vị Phật tiên tri cái điều này nữa nha cô bác. Cô bác mình nên nhớ nha. Vừa hiện nay đó thì chúng ta thấy cái câu nào, khắp thế giới cửa nhà tan nát, nó đang tan nát hết trơn rồi. Thiên tai địa ách, chiến tranh giặc giả, bão lụt phong ba, đủ thứ hết trơn rồi. Mà đặc biệt là vừa qua dịch bệnh corona, thì cái này nó ăn vào cái chỗ nào cô bác anh chị em? Đức Thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồn đời sắp hạ. Tức là lúc đó, lúc xảy ra này nè là mới thôi. Mà cái câu đó khổ gió thảm ngày nay có mấy, mình lấy từ cái mốc nào của bác? Lấy từ cái mốc năm 1939 đến năm 1947. Đức Thầy đã báo là khổ gió thảm ngày nay có mấy, lúc đó là khổ dữ lắm rồi. Hà Nội không đó, ngoài miền Bắc đó là chết 2 triệu, vấn đề nạn đói và thiên tai lúc đó cũng tràn lan, dịch bệnh cũng tứ tung. Nhưng mà khổ ách này, khổ giới thảm ngày nay có mấy, rồi ngày sau lại vì sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Mai sau là lúc nào của bác? Là lúc này nè. Lúc này mình thấy muốn bay hồn rồi nha. Nhưng mà mình lấy từ cái mốt này, khổ ách vừa qua đó có mấy, khổ giới thảm ngày nay là hiện tại bây giờ nè có mấy, rồi sợ mai sau dòm thấy bay hồn là tới đây nữa, thì cái thời gian đã hết. Thì tôi xin nói ngắn cái câu này thôi, chút xíu thôi. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, là tháng 2 chưa buồn, chưa buồn lắm, đã buồn nhưng mà chưa buồn lắm. Năm mèo tháng hợi lỵ tôi nhầm về, vậy mà chưa mấy uê trung ương rồng lộn ê thế thi. Như vậy thì tháng 10, tháng hợi là tháng 10 nha cô bác, lỵ tôi nhầm về là đau khổ buồn rầu khóc lóc than gian. Tức là cái nạn gì nó ra tôi không biết, mà tôi tỉ dụ nha, cái đập tam hiệp bể lỵ tuôn dầm về không, và cái lò phản ứng hạt nhân của Ukraine với Nga tranh đấu bây giờ đó, nếu nó nổ lỵ tuôn dầm về không, lỵ tuôn dầm về là khóc. Nhưng mà trung ương rồng lộn ê hề thay thi, tức là qua năm mẹo thì chết lạng đã. Tức là tháng 10 năm mẹo là khóc, năm thìn tức là năm rồng đó là chết. Nhưng mà chết tới chừng nào hết chết thì tôi không biết, nhưng mà chừng nào ta gặp hớn hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn, và trong chúng sanh nghĩ tận đôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Thì mọi cái khổ ách nó xảy ra, chúng ta an tâm từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm có Phật hộ tùng ngày đêm, và đồng thời lục tự di đà là phương pháp. Nhắn nhủ cùng ai có mấy lời? Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô bác anh chị em mình cũng đã lắng nghe trong thời gian em cháu trình bày. Nếu có điều chi sơ sót thì mong quý vị cũng bỏ qua hoặc bổ chính, và nếu có điều gì hữu ích để ghi nhớ và chúng ta cố gắng để tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.